Ok, xin chào các bạn, mình là anh Giang Âm đây. Thì xin chào các bạn, đây là chiếc xe của mình vừa mới mua. Và mình mua nó vào ngày 31 tháng 7 á. Thì mình vừa mới lấy giấy tờ của nó về vào ngày hôm nay là ngày 2 tháng 8. Hiện tại thì mình chưa có làm biển số cho nó được. Tại vì công an á, chỉ làm biển số vào ngày thứ 3 với thứ 5 thôi. Thì hôm nay là ngày thứ 6 mà mình mới lấy giấy tờ ngày hôm nay nữa, cho nên là mình phải đợi tuần sau. Bây giờ chưa làm giấy tờ được, mình phải bỏ nó ở nhà. Tại vì không có biển số thì đâu có chạy đi đâu được. Mình phải bỏ nó ở nhà. Mà mình quê mình á, mình bỏ xe chiếc này dưới quê, còn mình ở thành phố. Bữa nay nhớ nó quá nên chạy về thăm nó nè. À, mình có mua, mình có đặt hàng trên Shopee á, cái dè chắn bùn trước, cho dè chắn bùn phục trước cho chiếc này. Đây, nó giao trong cái hộp gì nè. Đây là cái dè được gói cẩn thận trong cái túi, trong cái bóp này. À, đây là dè chắn bùn trước, giá của nó là 120.000 cho một cặp như vậy. Đó, thì nó sẽ có là miếng này là bằng mũ mà nó cũng sần sần, nhìn cũng đẹp lắm. Ở trong này là miếng keo ba em, với lại có tặng thêm bốn cái cọng dây rút để gắn vô này nè. Bây giờ mình sẽ gắn vô cho các bạn xem nha. Cái này cũng rất là cần cho mấy chiếc xe phụ giống như này, mấy bạn gắn vô nè, trừ cái bụi bẩn á. Khi mà phụng nó nhúng á, thì đương nhiên là cát với bụi bẩn nó sẽ đóng ở đây nè. Đó, bụi bẩn nó tạt vô nó đóng ở đây, thì nó làm dơ phụng. Có khi nào phụng, có khi cát nó vô trong cái ti để gì cho nó trắng lại. Bây giờ mình sẽ gắn cho các bạn xem nha. Trước tiên khi gắn vô mấy bạn phải vệ sinh sạch nha. Cái này mình lau bằng nước rồi. Cái này mình đã lau lại là bằng nước rồi, bây giờ mình lau lại bằng khăn khô thôi. Vệ sinh cho sạch để vệ sinh sạch để cho mấy bạn dán mấy cái miếng keo này vô nó dính chắc hơn đó. Rồi, bây giờ phải ướm vô trước cái đã. Coi nó để vị trí nào hợp lý. Rồi, bây giờ mình dán vô. Rồi, bây giờ tới bên kia. Rồi, sau khi mà mấy bạn gắn xong rồi, bạn lòn dây rút vô, lòn dây rút vô mấy cái lỗ này nè. Đây có cái lỗ nè. Đây có cái lỗ, bên đây cũng có cái lỗ luôn. Mấy bạn lòn qua, xong mấy bạn siết lại là được. Mỗi bên mấy bạn siết, mỗi bên mấy bạn siết 2 giây. Sau đó mấy bạn giấu ở phía trong này nè. Xong một bên nè. Lấy hồi lấy kéo mình cắt cái này ra. Bây giờ là bên kia. Cái này bạn cắt này bạn chừa một xíu nha, đừng có cắt hết. Đó, cắt một xíu, chừa lại. Đừng có cắt hết. Cắt hết là muốn mấy bạn muốn siết nó lại cũng khó. Nếu bạn rảnh bạn ấy thì bạn mua cọng mới cũng được, không sao. Cắt hết thì đỡ, cắt hết thì mua cọng mới.
Rất là chắc chắn nha. Chắc chắn, rất là chắc chắn. Đó, vậy là xong rồi đó. Đây là tổng quan xe của mình. Mình chưa có mua gì hết. Chưa có làm luôn, chưa gắn chống đổ. Chưa mua về con. Chưa mua gì hết. Mình có ý định là sẽ gắn một miếng cao su ở đây nè, để không cho sình lầy văng lên mấy cái phụ. Ok vậy ha. Hôm nay là video này chỉ có nhiêu đó thôi. Hẹn các bạn ở những video sau nha. Mình lên món nào mình hoặc là mình có vấn đề gì về xe này á, mình sẽ đăng lên tiếp cho các bạn xem nha. Ok, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.